ơi. Cho miếng nước biển thôi. Công nghiệp ảnh không? Có tuổi rồi khó khăn dạ. không? Đau trong. Và bây giờ sẽ là phần lắc mông của J-Lo và Shakira. Bắt đầu. Đó đúng rồi, đó đúng rồi. À. Lên ơi, ra đây. Trận cầu này là sexy lắm đấy này. Chuẩn bị nha, để cho mở mắt cho đen nào. Cẩn thận. Ok. Rồi, đó, đó. Chuẩn bị nha. 2, 3, 4. Lại khác nha. Tôi không chấp nhận một cái chỗ mà gần như vậy rồi cái đẩy ra là nó không còn một cái trứng nào. Và bây giờ sẽ là phần lắc mông của J-Lo và Shakira. Bắt đầu. Thế sao? Con Hiếu ơi, con còn nhiều lắm. Hiếu con chưa hết nữa kìa. Một đống trứng bên kia kìa. Đúng rồi, nó phải vậy đúng rồi. Đúng rồi, sexy lên. Đúng rồi. Đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Đó. Thưa quý vị, Trọng Hiếu và Cu Đen, anh Hùng Gia Huy. Trời ơi, đẻ đâu hai đứa con trai đẹp lộng lẫy. Sao lắc như nào anh Thành? Thôi được, em ngon lành lắm rồi. Nãy giờ con Giang ở dưới nó chùi miệng mấy lần muốn xỉu luôn rồi. Không có. Quang Trung nó thở oxy rồi kìa. Còn như đang đo tim nha quý vị. Đứa nào cũng mệt mỏi trơn rồi. Trời ơi, sexy quá. Hai đứa sexy quá, xuất sắc. Cảm ơn em nha Đen. Hay sexy quá. Sexy mà vẫn không có lòi cái màu tím. Hay thiệt là hay. Cái đoạn mà lát vậy có cái đoạn ấy không? Cái đoạn nó Shakira quá nè. Ra thấy gì chưa? Thấy, không có không, không có thấy lòi, gì luôn không hả? Không lòi. Thiệt tình. Quay vào trong không có thấy, đi ra đứng trước chỗ này làm lại coi em. Chị ơi, háo sắc cũng vừa vừa thôi chị. Riêng bạn này là vũ công đúng không? Giỏi quá mà. Đúng rồi. Bây giờ anh muốn riêng bạn này phải có một cái thử thách riêng cho bạn. Là mở một cái nhạc sexy mà của nữ. Bắt bạn nhảy theo kiểu sexy nữ để coi cô có độ nam tính trọng hay không. Đó rồi chứ, cô Đen xanh mặt, cô Đen xanh mặt. Mời em trai. Rồi, sợ. Chết cô Đen, chết cô Đen. Coi nó như thế nào chứ. Chết rồi, lo lắng. Anh Trần ơi, chú đề nghị là Hương Giang. Hương Giang lên luôn. Mở cờ cho em. Ngon, sexy lắm. Bình tĩnh em, chuẩn bị nha. 2, 3, go. Chuẩn bị 2, 3, 4,
tắt 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 tắt. Đang nhảy sao chơi bẻ tay chị? Sao sao đâu giống như là quýnh lộn vậy hả? Phải, à, em học tay quýnh đô rồi tự nhiên giờ quen không có em lộn. Tưởng vậy là khóa ảnh lại cái anh múa tay còn lại. Trời đất ơi. Ủa phải xin lỗi nha. Nhỏ này nó thích tay quýnh đô, nó học võ. Ủa vậy là xong hả anh Thành hả? À, coi vậy đủ rồi, anh nghĩ đủ lắm rồi. Cảm ơn em đây. Dạ dạ. Dạ ngứa mắt rồi. Cảm ơn em. Còn một người đang chờ đợi, Trấn Thành đi. Trấn Thành đi. Trấn Thành đi. Ok ok bình tĩnh ok. Nhảy đi. Quẩy lên đi. Quẩy lên sexy đi. Rap cho đi. Đề nghị ban tổ chức cho một cái nhạc nào thấy được sự quyến rũ của người đàn ông. Wow. Là con gái phải sing. Cắm đầu, ai cứu anh tôi. Cho miếng nước biển. Sự nghiệp ảnh không? Có tuổi thì khó khăn dạ. Lắm. Đau xong. Anh nhảy quá. Anh bị sang chấn tâm lý, anh chưa có thấy. Này ổn không? Dẻo hơn lắm nha anh, lòi lắm nha. Thấy hết rồi nha. Tay hòa nhịp đôi qua tay. Qua đây mời bốn chàng. Bây giờ mình bàn. Nói được không anh? Không anh à, số 1 sao? Nói chung là hơi bất ngờ. Bởi vì lúc đầu gặp anh này bác sĩ mà, thì mình nghĩ rằng là có lẽ là anh ta phải rất là kiểu, chắc là sẽ ngại ngùng lắm đây, không dám cử động nhiều. Nhưng mà sai nha mọi người. Cái bờ gọi là cái từ đây, cái bờ ba và xương hông của anh đó là nó rất là linh hoạt, hòa nhịp đôi tay, hòa vào thế giới vũ đạo, cảm giác rất là dẻo và rơi bóng trước cả Trấn Thành luôn. Nhưng mà nó không phải kiểu tím nha, không phải kiểu dẻo kiểu đúng rồi tím chị. Không, tức là nhìn rất là tím nhưng mà ý là kiểu là cái kiểu mà đàn ông mà không, kiểu này quậy là kiểu hết mình á, đúng kiểu quậy thanh xuân dữ dội á, là mới đi chơi đấy. Dạ, kiểu rất là chịu chơi, rất là hòa đồng nha, và đúng có kỹ năng. Nhưng mà cho nên là riêng vẫn giữ quan điểm là anh này độc thân. Em nghĩ chắc đã có chủ quá. Ủa sao vậy? Chứ quậy vậy mà dám lên tivi làm là bạn gái vậy đánh chết. Ủa vậy thì là chưa có chủ chứ? Đã có chủ chứ. Đúng rồi, là độc thân chị. Em nhảy hồi nãy em bị quên mất mình là ai. Tới bây giờ vẫn ấn tượng từ lần đầu anh bước ra thì nghĩ là độc thân. Chị nghĩ độc thân. Em có coi thầy Tử Vi rồi nói là nhà mình sắp tới là có hướng mặt ra hồ Gươm được không? Đúng không? Mời khán giả nha. Về. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bên chàng thứ hai. Nói chung là nó không có lộ được cái gì ra, bởi vì nó là cái nghề của bạn này rồi. Bạn là dancer thì cũng chẳng có lộ cái gì, bởi vì bạn cũng quá là men đi. Chỉ có điều vẫn băn khoăn là có chủ hay chưa. Đúng rồi. Không, dancer cũng lộ được ấy, nhưng mà cái kiểu của dance thì không vấn đề đâu. Như là bình thường ấy, kiểu không giới tính thứ ba. Ờ không, thì Giang vừa nói ý Trang như thế mà. Ý Trang là bây giờ là đỏ hay xanh á? Thì nghĩ là đỏ, tại vì là cu đen kiểu có khi rất là kiểu biết làm cho người phụ nữ giải trí như thế nào. Ủa sao em biết Hiếu? Tại vì không, vừa nãy kiểu đứng trên sân không, khấu từng trải thì... Từng trải thì sao? Từng trải gì? Có nghĩa là làm cho người phụ nữ giải trí hay cái gì đó thì nó là từng trải. Cho người phụ nữ giải trí như thế nào là sao, nó hiểu cái ý của em không? Hiếu nghĩ là kiểu như là cu đen làm những cái động tác mà kiểu làm cho tất cả mọi người ở đây hú lên ấy. Là biết cách làm cho các chị em hào hứng. Đúng rồi đấy. Đôi khi chỉ đến từ trái tim người ta thôi. Người ta là cái người rất là sexy, người ta biết cách để gợi cảm. That's it. Thôi rồi, đừng đã có chủ đi. Rồi Trung sao? Em sao chị vậy đó? Thù hai cô vẫn có tâm chị quá. Chị chính kiến siêu đi. Không, em sao chị vậy đấy? Thấy cậu bé này làm sao mà có chuyện mà chưa có người yêu? Thì đưa đi, đưa mà còn tiếc nữa mấy con người. Nhìn chị. Sao? Đúng không? Hiếu sao? Đây, Hiếu rõ ràng